tin sâu nhân quả và tự xét lỗi mình. Trên kinh Phật thường nói, vạn pháp thế gian đều là giả dối. Như trong kinh Kim Cang đã nói, phàm hễ có tướng đều là hư vọng. Tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh. Tuy là Phật vì chúng ta nói ra chân tướng của vũ trụ nhân sanh như vậy, thế nhưng Ngài lại nói, vạn pháp đều không, nhân quả thì có. Những lời nói này hàm nghĩa chân thật của nó ở đâu? Thực tế ra mà nói, ý nghĩa của lời nói này rất sâu, rất rộng. Nếu như chúng ta chân thật thấu hiểu, thông suốt rồi, vậy thì không phải là phàm phu nữa, là cảnh giới của Phật, Bồ Tát. Chúng ta nghe Phật nói Pháp, mức độ chúng ta có thể lý giải đích thực là rất có hạn. Mười pháp giới, sáu cõi luân hồi, những thứ này đều là tướng trạng của nhân quả biến hiện ra. Tướng có, thể thì không, sự có, lý thì không. Vậy thì những sự tướng này tuy là hư vọng. Phật nói với chúng ta, nhân quả thì có. Nhân quả vì sao mà có vậy? Chính là những chuyển biến của sự tướng này là thật. Những tiếp nối của sự tướng này là thật. Bởi vì có tiếp nối, có chuyển biến, cho nên nghiệp nhân quả báo thì rất rõ ràng, nên gọi là nhân thiện có quả thiện, nhân ác có quả ác, quả báo thông cả ba đời. Có hiện đời, nhân thiện đời này đã tạo thì đời này có được quả thiện, đây gọi là hiện báo. Cũng có những thiện ác ngay đời này chúng ta đã làm. Ngay đời này không có quả báo, mà quả báo lại đến đời sau, kiếp này trong Phật Pháp gọi là sanh báo. Bạn đời sau sẽ gặp cái quả báo này, còn có một loại gặp thiện ác mà cả đời này đã làm. Mãi đến đời sau cũng chưa có quả báo. Đến đời thứ ba, hoặc đến đời thứ tư, hoặc giả là đến ngàn vạn năm sau, hoặc giả là vô lượng kiếp sau, gặp được duyên thì quả báo này mới hiện hành, đây gọi là hậu báo. Trong Phật Pháp gọi là nhân quả, thông cả ba đời, tạo tác nhân nghiệp thì nhất định có quả báo. Nếu như nói tạo tác nhân nghiệp mà không có quả báo, vậy thì trên lý nói không thông, mà trên sự cũng nói không thông. Nhất định có quả báo. Do đó khởi tâm động niệm của chúng ta, lời nói việc làm không thể không cẩn trọng. Trên kinh thường nói, Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát là những người đã giác ngộ. Họ lo sợ chính mình tương lai chịu ác báo, cho nên họ đoạn cái nhân ác trước, quyết định không tạo nhân ác. Do vậy mà tội chướng của họ bị tiêu diệt, công đức mới có thể được viên mãn, mới có thể tu thành Phật quả. Còn phàm phu thì thường hay tạo nhân ác, lại mong muốn không bị ác báo. Phật nói loại tâm trạng này cũng giống như ở dưới ánh sáng mặt trời, muốn núp đi cái bóng của chính mình vậy, tốn công vô ích, tuyệt đối nhất định không thể được. Cho nên chân tướng sự thật này chúng ta đều phải tin hiểu, nhận biết một cách sâu sắc. Sau đó chúng ta mới biết được những lời mà Phật đã nói, chỉ có một niệm tâm tánh là thật. Nói nó là thật, chính là nó vĩnh viễn không hề thay đổi. Đây là tánh của tất cả tướng, lý của tất cả sự, vĩnh hằng bất biến. Tuy là bất biến, thế nhưng nó tùy duyên chân chánh, tùy duyên. Nếu như tùy theo duyên giác ngộ, vậy thì A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ-Tát, Phật Đà là hiện những tướng này. Nếu như nó tùy theo duyên lây nhiễm, tướng của nó hiện ra là tướng của sáu cõi luân hồi.
Cho nên tâm tánh chúng ta tùy duyên mà nói bất biến mà nó cũng có thể tùy duyên. Những sự lý này chúng ta phải rõ ràng, phải thông suốt, sau đó những sự tướng trong 10 pháp giới này chúng ta liền sẽ có thể tùy tâm sở cầu. Chúng ta không dễ gì được thân người, nhất là không dễ gì nghe được Phật Pháp. Đã được thân người và được nghe Phật Pháp, phải cố gắng nỗ lực mà tu học. Phật Bồ Tát là tấm gương cho chúng ta chánh đẳng, chánh giác, là mục tiêu tu học của chúng ta. Thế nhưng chúng ta nhất định phải nên biết, phàm phu từ vô lượng kiếp đến nay, những ác nghiệp đã tạo, người xưa có một thí dụ là dày vượt hơn đại địa, sâu hơn đại hải. Còn ở trên kinh Phật đã làm một thí dụ còn hay hơn nhiều. Ngài nói, nếu như những ác nghiệp mà từ vô lượng kiếp đến nay chúng ta đã tạo mà có hình tướng, có kích cỡ, cho dù cái kích cỡ này nhỏ như vi tử, như điện tử, thì từ vô lượng kiếp đến nay, những ác nghiệp mà chúng ta đã tạo khắp hư không cũng không thể dung chứa hết được. Lời nói này thật không phải là giả. Từ vô lượng kiếp đã tạo tác những chủng tử tập khí ác nghiệp sâu dày đến như vậy. Nếu như chúng ta tu hành trong đạo Bồ Đề mà có thể nói là không có chướng ngại, thì đây là một việc không thể có được. Cho nên, không luận ở thế pháp hay ở Phật pháp, đại thánh đại hiền đều không thể bảo đảm tự thân họ bình bình an an cả đời. Nguyên nhân chính ở chỗ này, vì sao họ có thể làm được đến không oán trời, không trách người, có thể an tâm tiếp nhận, chính là họ hiểu được đạo lý này, hiểu rõ được nguyên do của nghiệp nhân quả báo. Họ thông suốt, họ không bị mê hoặc, cho nên họ có thể an tâm chịu, vẫn cứ có thể thành tựu đạo nghiệp. Việc này đáng được chúng ta học tập và noi theo. Vì sao xã hội ngày nay có nhiều tai nạn đến như vậy? Xét rõ ngọn nguồn là do đâu? Là ở luân thường bao gồm tất cả căn nguyên của tai nạn động loạn. Chính là nhà Phật đã nói, vạn ác dâm vi thủ, bất thiện hiếu vi tiên. Hai câu nói này thật đã bới được tận gốc của vấn đề. Cho nên đại thánh nhân của thế xuất thế gian dạy chúng ta an thân lập bạn. Khởi đầu từ đâu? Từ ngay nơi đạo vợ chồng. Bạn xem giáo học cổ xưa, hiện tại không còn quan tâm nữa. Mấy ngàn năm giữ lấy tông chỉ này đều tuân theo một phương hướng. Phương hướng này chính là ngũ luân thập nghĩa, là yếu tố then chốt để an định xã hội. Ngũ luân thứ nhất chính là vợ chồng. Vợ chồng cùng sống chung một nhà, thành viên ở trong nhà có phu tử huynh đệ. Cho nên nền tảng của nó là đạo vợ chồng. Hay nói cách khác, vợ chồng là nguồn gốc hạnh phúc của tất cả chúng sanh trong thế gian. Nếu như đạo vợ chồng bị phá hoại, đó chính là căn nguyên của tất cả động loạn, tai nạn xã hội. Nếu mướn cứu vãn xã hội thì bắt đầu từ đâu vậy? Từ ngay đây mà làm. Thế nhưng trên toàn thế giới ngày nay chúng ta nhìn thấy gia đình đã bị phá vỡ, sự kiện ly hôn đã quá bình thường. Vì sao có hiện tượng này vậy? Chúng ta ngày nay đã xem thường mẫu chốt này. Thời xưa các vị đọc trong lễ ký, đối với lễ rất quan trọng, náo nhiệt chính nhất là hôn lễ. Vì sao hôn lễ phải long trọng đến như vậy? Chính là nhắc nhở chúng ta phải thận trọng kết hợp. Sau khi kết hợp rồi thì không thể nào phân ly. Không thể phân ly chính là duy trì an toàn xã hội, không cho phép xã hội có động loạn phát sinh. Nếu không thì nhà không thành nhà, quốc gia không thành quốc gia. Thiên hạ đại loạn, thời xưa chỉ có kết hôn, không hề nghe nói có ly hôn. Làm gì có cái việc này, như vậy mới được. Do đó, có một số đồng tu trẻ tuổi đến nói với tôi, họ muốn ly hôn, tôi liền sẽ mắng họ,
Vì sao bạn lại có ý nghĩ như vậy? Có việc gì mà bạn không thể vượt qua? Chồng không tốt, cha mẹ chồng không tốt, đặc biệt là cha mẹ chồng khó ở, bạn không học Phật. Vậy thì tôi không nói. Bạn đã học Phật thì bạn phải biết quan hệ giữa người và người. Các người cùng ở với nhau một ngày cũng tốt, một giờ cũng tốt, một đời cũng tốt, đều là nghiệp duyên trong đời quá khứ. Không có duyên thì đối diện cũng không gặp. Đã có duyên nghiệp với nhau rồi thì phải thừa nhận. Ác duyên cũng phải nhận chịu. Khó nhận chịu là do chính bạn không có trí tuệ. Khó nhận có thể nhận. Bạn phải nên nơi điều nhắc nhở chính mình. Lỗi lầm không ở người khác, lỗi lầm là ở chính mình. Lục Tổ Đại Sư nói rất hay. Nếu là người chân chánh tu hành thì không thấy lỗi thế gian. Giữa mẹ chồng nàng dâu sống với nhau, con dâu học Phật phải thường nghĩ mẹ chồng không có lỗi. Lỗi lầm là ở chính mình. Nếu như bạn có thể thật nghĩ như vậy thì bạn chân thật thành Bồ Tát Đạo. Mỗi giờ mỗi khắc sửa đổi tự làm mới, thì bạn có thể giải được oan kết từ trong đời quá khứ. Cứ thường cảm thấy bà ấy không đúng, ta thì không có lỗi. Cái oán kết này ngày càng chặt thêm, đời đời kiếp kiếp trở lại báo thù không hề ngừng dứt. Tại sao không chịu tháo bỏ cái oán kết vào lúc này? Nếu bạn có trí tuệ thì sẽ đem cái oan trái này giải tỏa. Sau khi giải tỏa rồi thì là pháp quyến, từ quyến thuộc oan gia biến thành pháp quyến. Bạn nói xem vậy tốt dường nào? Chân thật là tự độ, độ người, đây là sự nghiệp của Bồ Tát. Nếu như bạn gặp phải hoàn cảnh này, bạn phải nên hiểu là bạn đang hành Bồ Tát Đạo, bạn tu hành gọi là chân tu. Tu hành không phải mỗi ngày tụng kinh, lễ Phật, gõ mõ, vậy thì không phải. Đó chỉ là một phần biểu hiện của sự tu hành dáng vẻ bên ngoài. Thực chất chính là ngay trong cuộc sống hàng ngày, trong đối nhân xử thế, đem ân ân oán oán từ vô lượng kiếp hóa giải. Đây gọi là chân thật tu hành. Không chỉ chính mình ngay trong một đời này vượt khỏi sáu cõi, siêu việt mười pháp giới, vãng sanh tịnh độ bất thối thành Phật, cũng phải đem oan gia trái chủ này của bạn mỗi mỗi đều khuyên tỉnh ngộ, giúp đỡ họ niệm Phật vãng sanh bất thối thành Phật. Lòng đại từ đại bi của bạn hiện rõ ra ngoài. Bạn nói xem, những oan gia trái chủ này có thể độ được họ không? Nhất định có thể độ. Vì sao có thể khẳng định như vậy? Ở trong kinh Phật thường nói, Phật không độ người không có duyên. Họ có duyên với bạn, cái duyên này là thiện duyên cũng tốt, ác duyên cũng tốt. Đều là có duyên, do đó thiện duyên cũng có thể độ, ác duyên cũng có thể độ. Chỉ cần có duyên thì nhất định được độ. Cho nên mọi người nhất định phải nên hiểu, chúng ta thường đều là quy tội cho người khác. Quy tội ở bên ngoài là lỗi lầm lớn nhất của chính chúng ta. Cả đời này chính chúng ta tu hành không thể thành công, gốc bệnh chính ngay chỗ này. Mà không phải biết được lỗi lầm không phải ở bên ngoài, lỗi lầm là ở ngay chính chúng ta. Bạn có thể quay đầu nhìn lại, phản tỉnh, đây là bạn đã giác ngộ. Bạn đã khai ngộ, sau đó mỗi niệm tự sửa lỗi, tự làm mới. Mỗi niệm nỗ lực hướng thiện, đây gọi là chân thật tu hành. Phật Pháp chân thật lợi ích chúng sanh. Vậy ngay ở chỗ này mà cầu phải chân thành, phải cung kính. Nếu như bạn chân thành đến tột điểm, cung kính đến tột điểm. Chữ kính này là kính người, kính việc, kính vật, kính nghiệm. Thì những mong cầu của bạn liền đạt được viên mãn. A-di-đà-phật.